Hello mọi người đã đến với kênh YouTube của mình và mình là Trấn Huy Show đây. Mình thấy là có vài bạn comment là kêu mình quay một ngày của mình này kia đi, thì bây giờ mình đã quay một ngày của mình rồi. Vẫn là cái câu đó thì mình sẽ cố gắng để chỉnh video các bạn xem, nhưng mà mình không biết là cái tật làm biếng của mình có thể bỏ được hay không nữa. Mình rất là muốn đăng video cho các bạn xem, mình rất là muốn quay video, mình rất là muốn đăng YouTube, nhưng mà có điều là mình làm biếng các bạn ơi. Mình làm biếng chỉnh video cực kỳ luôn. Mình thích quay nha, kiểu thế này kia mình hay quay này kia lắm, nhưng mà mình làm biếng chỉnh. Cho nên là hả, cái video của mình cho dù mình quay nhiều tới đâu, nhưng mà mình làm biếng chỉnh video thì nó cũng không có được đăng luôn. Nếu bạn nào chỉ coi YouTube của mình nhưng mà chưa có coi TikTok của mình thì các bạn có thể lên TikTok của mình coi, tại vì mình đăng đủ thứ với nó hết trơn á. Và nếu mà các bạn nào muốn nhắn tin cho mình á, kiểu nhắn này kia hay là đánh giá ý kiến này kia, thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp vào TikTok hoặc là Instagram của mình, thì chắc chắn là mình sẽ ghép hết tất cả các bạn luôn. Chắc chắn là mình sẽ ghép. Còn nếu mà các bạn comment trên TikTok của mình á, thì nhiều khi mình vẫn ghép luôn. Có điều nhầm người comment kiểu nó không có thông báo cho mình biết á, là mình cũng không có biết là người đó có comment hay không. Nhiều khi á, là mình coi lại video đó, mình vô phần comment mình thấy là người đó comment video của mình được tầm hơn một tháng trời rồi mình vẫn chưa có ghép người ta luôn. Do là cái video đi chơi này của mình, cái video ngày Tết của mình nó cũng đã qua rồi, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ ghép hai cái video lại với nhau. Thì mình sẽ lượt bớt cho các bạn coi mình Tết mình làm cái gì, mình đi chơi mình làm cái gì nha. Đáng lẽ là cái video đi chơi là mình đi trước Tết luôn, nhưng mà có điều là Tết nó cũng qua mới đây mà mình đang sao thì kỳ quá, nên là mình ghép cái video Tết đứng trước luôn. Cái video này là mình quay ngay cái lúc mình đã được nghỉ Tết rồi, cho nên là hôm nay cũng là cái ngày mà để tảo mộ mọi người. Ở chỗ của mình ngày này thì còn được gọi là ngày giải mã, cứ như là mình dọn sạch mộ của những người mất ở trong dòng họ hay gia đình của mình á. Hồi đó mỗi lần mà Tết hay là nôn ơi là nôn luôn, có năm nay mình cảm thấy nó bình thường lắm, mình không có cảm giác nôn hay là cái gì hết trơn á. Tới Tết mình cũng thấy nó như ngày bình thường à. Mấy năm trước mỗi lần Tết á là mình, mẹ mình với anh hai mình á là lên đây hả, là trang trí căn nhà dán Tết này tùm lum hết trơn. Còn năm nay thì gia đình mình là chỉ dọn nhà lớn cho nó sạch sẽ thôi, chứ không có trang trí Tết gì hết trơn á. Tại vì trên nhà lớn của mình cũng ít khi lên ở lắm, nên là không có cần trang trí. Mình tính á là đăng mấy video này trước ngày Tết luôn, tại vì là video dọn dẹp mà. Nhưng mà có điều tới Tết cái chờ mình quên mất tiêu, nên là tới qua Tết tới giờ luôn mới được đăng mấy video này nè. 3 days later. Dạ, hôm nay là ngày 28 Tết. Để cái phòng của mình nó còn rất là bừa bộn luôn á, nên là bây giờ mình phải dọn. Mình tính là để cái máy rồi mình quay mình, nhưng mà mình cảm giác là rất là lâu luôn á. Tại nên là mình sẽ quay cho các bạn coi là cái lúc mà mình chưa có dọn dẹp xong á, thì nó rất là bừa bộn luôn, thấy không? Đó. Và mình sẽ quay tới cái lúc mà mình dọn xong. Có thể một lát mình sẽ quay xương xương này kia thôi, chứ giờ mình để máy quay mà mình quay hết nguyên cả buổi chắc mình quay tới tối luôn á, là sát sát mình luôn. Nên là trời ơi, mình không ngờ là mình dọn là cái phòng mình nó mục nùi tới vậy luôn á. Cái bàn của mình còn chưa đụng tới nữa, mới dọn được cái tủ bên đây thôi á, nên là giờ mình phải dọn nữa. Trời ơi, tôi ổn quá. Hồi nãy tới giờ là mình đi giặt đồ với giặt mấy đi dép giày này kia của mình, thì hồi nãy theo nguyên một đống đồ đây nè, mà mình giờ mình giặt hết rồi, rồi còn mấy cái đống này. Trời ơi, biết gì mình búng tay một cái hả là nó dọn xong hết trơn luôn đi trời. Bây giờ là mình chỉ dọn cái phòng mình để mình đón Tết thôi, còn hả cỡ qua Tết nếu mà mình có tiền thì mình sẽ gọi là decor nguyên cái phòng của mình luôn. Và mình đã dọn phòng xong rồi, giờ mình sẽ quay cái phòng sơ qua cho các bạn coi. Đây, thấy nó gọn gàng kìa chưa. Cái bàn học á, có ai nghĩ lúc đầu là nó bừa bộn lắm không? Lúc đầu hả là để trên bàn không đủ luôn. Tới bây giờ hả, nè coi nè, dư mấy chỗ luôn. Bức tranh thì mình đã gắn lại, mình giặt mình gắn lại rồi. Trời ơi, mê quá đi, tôi không ngờ tôi có thể dọn được cái bàn nó như vậy luôn đó. Cái phòng của mình á thì mình dọn xong ngay cái ngày đó luôn, có điều là mình quên quay cái phòng, nên là tới ngày 30 mình quay cho các bạn xem xong. Thì bây giờ mình đi coi bắn pháo bông. Năm rồi thì mình đi coi bắn pháo bông ở nhà Vinh, trời ơi nó đúng đẹp luôn. Năm nay thì mình coi ở chỗ trà cú của mình thôi, thì bắn pháo bông dạng tầm thấp á mọi người, nên là cũng bình thường à. Tomorrow. Hôm nay là sáng mùng 1, nhưng mà bây giờ là 7 giờ sáng rồi, mình vừa mới thức. Mẹ mình đang chuẩn bị đồ ăn. Chưa múc thử thịt kho. Thịt kho nữa. Thịt kho. Má. Một mâm gì mà ngon ngon quá vậy hả? Dưa kiệu, đồ nguội nè, chả chấm nè, thịt kho nè, khổ quá. Trời ơi. Lại. Hai lần nữa. Giỏi quá.
Giờ mình sẽ lấy áo dài. Mình có hai cái bộ dài này, cái bộ này dạng là váy áo dài rồi đó, nhưng mà cái này thì mình nghĩ là mình sẽ mặc cho mấy một thân, còn cái này thì mình sẽ mặc như mình mặc đó. Giờ mình phải đi tắm thôi. Bây giờ mình uống tóc, mình đợi tới nào mà mình đi thì mình sẽ gửi ra cho tóc mình nó quăng quăng được đó. Cái này mình học ở trên TikTok rồi mọi người. Kiểu bạn mình nó gửi cho mình đó, cái mình cũng muốn theo thì nó quăng thiệt nha. Nó giữ được tới mấy tiếng đồng hồ luôn. Mà quan trọng là nếu mà muốn giữ lâu thì mình phải uống vào buổi tối, làm này vào buổi tối. Nhưng mà tối thì mình ngủ quên, mình không có uống, nên là bây giờ mình phải làm. Đẹp không, đẹp không? Thấy con đẹp không? Sau khi mà chúc Tết cha mẹ của mình xong rồi thì hai anh em mình lên nhà lớn thắp nhang, xong rồi đi cùng anh chị em họ trong gia đình đó, là đi vào những nhà của người quen để mừng tuổi. Mới hồi năm trước mình đang video đi Tết của mình thì mình có nói với các bạn là hai đứa em của mình năm đó nó không có về, mà năm nay thì đã về rồi. Do là lâu rồi chị em của mình không có gặp nhau, nên là lúc mà gặp lại là hả không biết nói cái gì luôn. Nhưng mà người ta có câu mưa dầm thấm lâu mà, nên là mấy chị em mình á mấy ngày Tết đi chung với nhau hoài, gặp mặt nhau hoài luôn, nên là từ từ cũng bình thường lại luôn rồi. Thì nó cười, cười con đang YouTube á. Rồi đúng rồi. Sao vậy? Hello mấy cưng. Thôi được chút nhiều quá, chút nhiều áp lực. Hết rồi. Anh là chị Trang. Hai anh thì hai em thì lớn. Giờ nhà mình nhậu thì cuối cùng cũng đã xong rồi, trời tối rồi, mọi người về hết rồi. Giờ mình sẽ dọn cái đống này. Nãy giờ mình dọn mà mình quên quay. Tối ngày luôn á, quay YouTube mà tối ngày quên quay mà không hiểu. Ngủ nè, nằm ngủ mà dọn nè, mà con luôn nè. Trời ơi, nó mê trai. Ngồi đây nãy giờ lâu lắm rồi đó. Đó, người ta ngủ ở trên đây nè. Nó thì ngồi đây nè. Đó, cả mặt kìa. Đó, gãy ngứa quá. Ủa đi đâu rồi? Đi đâu rồi? À, trời. Đi dễ thương quá à. Chủ nằm đâu thì chó nằm đó hả? Vậy thì cưng quá rồi, ai mà chịu nổi. Mày đốt nhang mũi rồi, nhang mũi trên đây rồi. Ủa nhang mũi trên đây nó tắt luôn rồi. Thôi để em cái dưới đi. Trời đít nó nằm. Ghét không? Luôn. Dễ thương quá à, dễ thương quá à, dễ thương quá à. Ngủ đi. Mới tắm hôm qua nè, để đón Tết mùng 1 nè, phải sạch trơn. Trời ơi, có cái tay nó bự nè. Mập mập mập.
Nó ra và hôm nay là sáng mùng 2 Tết và bữa nay là nhà mình có bắt tôm á, nên là trời ơi mọi người thấy đông vui ghê không? Quá trời người luôn, rồi xe vô hả, chật kín nhà luôn. Mình không hiểu sao cái điện thoại mình lúc mà quay mấy đứa em của mình hả, nó giật giật lát lát mà coi là mà ức chế luôn á. À, bây giờ nhà mình đang mắc tôm rồi. Bây giờ mấy cái người này kiểu sẽ lấy cái lưới rồi đi dưới nước lên gom gom ở đây rồi tôm nó sẽ được bắt lên. Nắng quá trời nắng. Rồi xong thì có mấy cái xe người ta sẽ chở ra xe lớn bên ngoài xong ta chạy vô nữa. Cậu hai của tôi kia. Nhìn sao hết cười luôn. Dê hả? Này thịt dê, dê sầu lăn, sơ sầu lăn. Ngủ qua. Lu, thú tục cái kia. Mày ơi, con ngủ ngoan chưa? Nãy giờ buồn ngủ mà cứ đứng cái nhắm mắt té hoài nè. Mày ơi, con ngủ ngoan không? Dễ thương quá nè, dễ thương quá trời luôn á trời. Hồi sáng thì nhà mình bắt tôm rồi nhưng mà chắc chắn sẽ không có thể kéo được các con tôm dưới đìa lên hết đâu, nên là giờ anh hai mới đặt lú. Cái này được gọi là cái lú nè mọi người, kiểu mình thả xuống để cho tôm nó vô cái lú này. Đặt lú xong thì cũng tầm 10 giờ đêm luôn rồi, nhưng mà có điều là ngày Tết mà, nên là hai anh em mình lên nhà cậu hai để ngủ mọi người cho đến bài. Cái này mình không có biết được là quán bài định mệnh không trời. Tự nhiên mình cho đến bài xong cái mình về cái mình bệnh luôn các bạn ơi. Mình vừa đi đánh bài về tới nhà xong là mình nóng trong người, mình bệnh luôn, là mình bệnh từ ngày tối mùng 2 Tết, xong mình bệnh tới mùng 7 Tết mình còn chưa hết nữa. Cũng do là tối mùng 2 mình bệnh xong thì những cái ngày Tết sau mình không có đi đâu chơi luôn, kiểu như là mình bệnh rồi mình nằm có một chỗ mình mệt trong người dữ lắm luôn á. Và thế là cũng đã hết video ngày Tết của mình luôn rồi, nên là giờ chuyển qua cái video đi chơi của mình nha. Hello mọi người, bây giờ mình vừa mới thức thì hôm nay là thứ năm, là mình học chỉ có 3 tiết mà thôi, nên là chiều nay mình có đi chơi với mấy đứa bạn của mình. Thì vì thi xong là tụi mình có hẹn nhau đi chơi, nhưng mà tới tận bây giờ luôn mới được đi, kiểu như là bận nhiều thứ quá nên là hẹn tới bây giờ luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi đó, thì mình thấy mình chuẩn bị cũng lâu lắm các bạn ơi. Cái điện thoại của mình nó quay nhiều video quá nên là bây giờ nó bị nặng, mình phải chuyển dữ liệu hết ba cái máy tính mới được. Trời, cái bàn rất vui. Cái máy tính của mình hả, như là để 10 năm không bấm vậy đó, nên không có đụng tới nó luôn. Vui ơi, mở ra. Giờ là mình sẽ chuyển dữ liệu vào cái máy tính mình trước cái này. Không thôi một lát nó quay video là nó không đủ luôn. Giờ máy mình là nó ra tín hiệu luôn. Các bạn có thấy không, trời đất ơi. Nè, các bạn có thấy không, nó hiện màu đỏ, nó còn có một chút xíu à. Không hiểu luôn, nó xài mà không có quan tâm để ý cái gì hết trơn. Mình nói là hồi tối đó là mình gán mình thức để mình chuyển, cái cuối cùng mình quên. Cái giờ sáng là mình phải mò cái máy tính của mình. Trong khi mà mình đợi cái này nó chuyển vô cái máy tính của mình thì mình sẽ đi thay đồ này kia, tại vì mình thấy là mình đang chuẩn bị không có kịp rồi mọi người ơi. Giờ này là 5:36 rồi, mà thường thường là 4:45 mình đi rồi, nhô cũ. Dạ mình phải lẹ mới được. Mong là cái này nó chuyển cũng mau, thì mình chuyển nó cũng là bị nhiều. Hello, mình nói là 4:45 mình đi nhưng mà bây giờ là 5:53 rồi, mình vẫn còn ở nhà tại vì giờ trời đang mưa các bạn ạ. Mưa lâm râm. Mà mình đi không có được đâu, mình đi thì nó sẽ bị ướt đó, tại vì từ nhà mình tới trường thì nó rất là lâu, thì mưa dầm thấm lâu các bạn, nên là giờ mình mà đi là các mình sẽ ướt. Mình sẽ ở nhà mình đợi nào mà tạnh thì mình sẽ đi. Giờ mình sẽ lao cái xe của mình. Không lao là không được hết. Xe rất là dơ. 5 minutes later. Do là cái video này mình quay hồi trước Tết rồi, nên là cái lúc đó mình còn gọi là đi chạy xe vô cái đường đi chung với mấy đứa con trai bạn của tụi mình á. Cho nên là cái cảnh mà chờ đợi nhau đi học này thì quá quen thuộc với hồi đó luôn rồi. Còn bây giờ thì đi đường khác á, lại mình cũng đi có ba đứa con gái tụi mình à. Thì đi nó sẽ nhanh hơn, không có cần đợi tụi này đâu. Vô trường thì gặp nó sao cũng được, nó chứ đợi tụi này thì tụi mình quá sẽ mệt rồi.
A few moments later. Và sau thời gian thì cuối cùng là mình cũng được tới lớp và mình được ăn luôn rồi nè. Thì cái lúc này á là chiếu tới là lúc đó mình chưa có đổi phòng lên cái lớp mới của mình đâu. Lúc này là vẫn còn học cái lớp cũ, tại vì trường mình do là đổi cái lịch là cho tất cả ba khối học chung buổi sáng á, nên là giờ mình đã học cái lớp mới rồi. Thì nói chung là ba tiết buổi sáng này của mình á là ba tiết hướng nghiệp, cho nên là nó rất là nhàn, kiểu như là vô là chỉ chơi trò chơi hoặc là thực hành này kia thôi là rồi xong mà tụi về. Chờ đây là ai đố các bạn á? Có hai sao? Trời ơi, hai cậu. Alo, chào bạn nghe, nó cái nụ chân ở kia. Trời ơi. Dạ, quay đi, quay đi. Trời ơi, anh ba cắt tóc mới về nè. Dạ, dạ, dạ. Hello đi, hello đi. Hello bạn nha. Đây là GPS, biệt danh mình đặt cho bạn đó. Đúng rồi. Rồi, nó chỉ bắt lợ, nó bắt bồ nha. Bắt tao nè. Na tu sách không biết kiếm rồi. Hay là từ thế. Tôi bầu Hiếu thế này. Rồi Hiếu thắng nha. Na tu sách. Hiếu bắt vậy. Hiếu bắt à. Hiếu bắt thảo. Trời ơi, con Nguyệt nó sợ giá banh muốn chết luôn vậy. Kêu Nguyệt nó làm thủ môn, chắc Nguyệt né quá mấy đứa rồi mấy đứa. Rồi rồi. Chết rồi, mất tâm rồi. Rồi rồi. Không chọn. Giang My ơi, tao nghĩ mày chỉ nên làm thủ môn thôi, mày không nên làm gì cả. Đá nè, vô không? Rồi, ra ngoài. Trời. Ra rồi. Cảm ơn hai người tình lên nha. Ok, đi cầm này đi tao đi. Trời ơi, nó trời trọng tài thì có mấy đứa rồi. Toàn thánh sợ banh không mà đi đá banh nè. Thấy trái banh là quéo hết rồi mà mất đi đá banh. Rồi, đụng chạm có thể. Rồi. Yeah. Tao là mẹ Đức Tâm là tao quýnh nó chết luôn, coi bộ đồ nó kìa. Coi bộ đồ Đức Tâm kìa. Yêu. Chết rồi, đụng thành. Thôi ra rồi. Giang My nó chỉ làm thủ môn được thôi, nó không biết khung thành là cái gì mà không biết đâu. Con My nó dứt mắt cười lắm mà. Đâu Hiếu tạo kiểu đi. Ok. Sau khi mà mình học 3 tiết xong á thì mình còn dư 2 tiết lận, nên là mình ở lại mình đá banh với tụi nó. Thì cái thời điểm đó là tụi mình đang tập đá banh. Trường mình á thì có đá bóng mini dành cho nữ, cho nên là tụi mình cũng phải tập đá banh để đá này kia đồ đó. Lúc này thì còn mới tập à, chứ chưa có biết gì về đá banh hết trơn á. Hiện tại mình đang ngồi edit video này á, là cái vụ mà đá bóng mini nữ á, thì nó cũng qua cái đợt mà thi này kia lâu lắm rồi. Thì cái đợt mà thi đá banh đó thì lớp mình bốc trúng đá với lớp 12. Tuy là tụi mình đá thì không có được hạng gì hết trơn, do là cũng mới lên mà nên cũng đâu có gạch này kia gì nhiều đâu đúng không. Nhưng mà bù là được cái thì bên tụi mình đá vào được 2, còn mấy chị á, thì được 3, thì chắc chắn thì mấy chị sẽ thắng rồi. Trước khi mà đá thì mình cũng biết là đội mình chắc không có thắng nổi đâu, tại vì á, đông đồng đội của tụi mình nó còn chưa có hiểu ý nhau nhiều lắm, nên là đá cũng không có được lắm. Từ lúc mà thi đá banh tới giờ thì mình đi tập đá banh cũng rất là nhiều, có điều là mình không có quay video. Thôi để năm sau mình đi tập đá banh này kia thì mình sẽ quay cho các bạn xem, tại vì mình vẫn còn đá banh năm sau với năm tới nữa mà. Rồi và nói chung là cái chuyện mà bóng đá này kia thì gác lại đây nha, nãy giờ tâm sự cũng hơi bị dày rồi đó. Thế là đã hết buổi học của mình rồi, bây giờ mình với Phượng là đang đi lựa chiên rồi đồ ăn này kia mua về để qua nhà hàng Gia Hưng ăn đó mấy bạn. Giống mẹ chở con đi mua đồ không? Đó. Lên đi. Đi thôi. Do là tụi mình mua nhiều đồ quá nên là gọi tụi này lại đây để chở phụ. Mua gì cả đống gì đó. Trời ơi, chất trên xe tôi không muốn có chỗ ngồi luôn á. Ngồi mà khó khăn còn hơn cái gì nữa. Đồ quá à. Ê, làm gì mình? Ê, đúng rồi, cầm đi mình. Ê, bỏ lắc tụi bạn chạy nha. One hour later. Ngậm cái thao lên cho mẹ cầm. Đây, em về. Em về, em coi nè. Em phải xuống. À, thấy người ta khôn không? Thấy người ta dễ thương không? Để xuống đây, để xuống đây nè. Ăn cơm kìa. Đâu? Em đi nè, đi vô trong quán. Cái thao đi đâu vậy? Đâu? Em đi đây. Rớt dầu. Đây. Để xuống. À, nó ghiền cái thao mới rồi, nó ghiền rồi đó. Thôi, lu. Đi cơm nè. Đi đâu vậy? Có thấy? Nó khôn. Nhậm cái thao mới, cái đi khoe vậy hả? Đây. Phải đi đổ cơm chân nè, đi quay. Nè.
đây, để xuống. Không quá rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi gội đầu. Đầu mình cũng tới ngày gội rồi. Trời ơi, coi nè, cái tóc nó bớt. Hồi nãy đá banh á, nực mệt quá vậy cái đầu ha, coi nè. Chuẩn bị xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua nhà Phượng, rước Phượng xong rồi qua nhà Hiền Gia Hưng. Rồi xong. Tôi mệt quá các bạn ơi. Mình có để cái đồ quay đây nè, cái mình từ từ. Rồi tự nhiên thấy khôn quá ta. Trời ơi, xịn. Mình không cần cầm luôn á. Trời ơi. Đi nha. Đi nha cha. Trời ơi. Mới lại mà có đồ ăn ăn nữa. Đồ lúc mà mua đồ xong á thì tụi mình có đi về nhà để tắm rửa thay đồ này kia xong rồi mới qua nhà Gia Hưng. Bây giờ thì tụi mình đang chế biến món ăn đồ này kia đồ đó. Bữa nay thì ăn gà nướng, trời ơi thấy nghe thấy ngon nha. Hai đứa xây vô khỏi vậy. Các bạn mở nhạc gì đây? Nhạc remix. Đúng rồi. Cắm đi. Mấy đứa ơi, trời mưa rồi đem nón vô. Mệt quá, không có đủ nhiều tay nên là giờ mình phải đợi cái nón lên. Là mấy anh em sửa tấm lòng vô duyên á. Lần này nó quay rồi cái tay nè. Thằng này nãy giờ lại đây làm được gì chưa hả? Rồi. Phá đám không á? Tại thấy là phá đám không á? Tao quét nhà. Ủa nãy giờ quét nhà mấy đứa quét rồi. Đi đâu? Đi đâu hả? Vô duyên. Trời ơi. Quay với Nga, mày chửi tao đi, tao quýnh vô. Mấy đứa là mấy đứa rồi lấy cái đồ để hả? Lấy cái dĩa để. Thằng Gia Quy nó đảm nhiệm mấy cái nướng gà này nè, mà cuối cùng á cái nó đi đâu á làm gì mình cũng không biết nữa, cái xong để cho gà nó khét luôn. Trời nãy giờ nướng mà thấy nó đen thui. Trời đất ơi. Nhìn hấp dẫn quá mấy đứa ơi. Còn nhiêu đây nữa. Tao chiên thấy mẹ tao ở nhà đang làm gì luôn á Trần. Chiên thấy cũng đâu nhiêu lắm đâu mà trời nhìn nè. Tô luôn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nấm này. Giống như tổng khẩu làm đủ thứ món. Bưng đồ này kia. Bà nội chở. Thấy điêu luyện chưa? Sao? Đổ ra luôn. Bình tĩnh nha. Ê! Trời ơi. Anh hai. Tao cũng bất ngờ không mày. Ăn được không vậy? Không. Tao nướng á. Mà hơi cay nha. Cay hả? Ôi, ngon nha. Được rồi, để nhiều hơn nữa mỏ. Ê, đùm ruột nó dính cái miếng đó đó. Dơ. Còn dơ quá. Ừ, đúng rồi, xíu chấm nữa. Ờ, ăn xong còn tỉnh gì nữa mỏ. Tỉnh thì đi đá banh. Ê. Còn nhiều anh Bình quá à. Nãy giờ ngồi cắp với cái khác nè. Đáng lẽ là nguyên đám ra quán xong kêu ta bưng ra một cái là nó xong xuôi rồi, ăn ngon quá trời ha, không chịu thích hành bản thân không mà đem về rồi làm đủ thứ hết trơn, làm từ trưa tới gần chiều luôn mới được ăn đó mọi người. 7, 1, 2, 3 vô. Ơ quán mẹ bà Quy vô lại ơi. Lá thì nhẹ nhẹ nhẹ. Đúng rồi. Trời ơi, vô. Đấy, đi quần. Đúng rồi. 1, 2, 3 vô. Đó, đẹp rồi đó. Đang ăn một chó mà thằng này. Một chó à. Rồi nhỏ này ra đây nằm luôn rồi. Phượng cái giọng nó hợp với mày nó mới phượng một tiếng. Trời ơi, đặt đầu chút tự nhiên. Nè. Chưa hả? Đang ăn một chốn hả? Ở đâu? Trời ơi, chốn gì? Ta nói ha, cái lúc mà mới đầu ăn thì quá trời đứa luôn, mình tới cái lúc dọn không thấy mặt đứa nào hết trơn, còn đúng ba đứa đi dọn luôn. Tụi kia thì đứa phải về sớm, còn đứa thì bận cái này kia về hết trơn, cuối cùng còn ba đứa mình ở lại dọn rồi. Trời đất ơi, ổn ha. Rồi video này cũng đã hết rồi nên là hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Thì mình sẽ cố gắng làm video cực kỳ sớm với bạn xem, mình sẽ cố gắng vượt qua cái nỗi làm biếng này. Và mình cũng xin cảm ơn là các bạn đã luôn theo dõi mình trong cái thời gian qua. Mình sẽ cố gắng để đăng video cho các bạn xem trong thời gian sớm nhất. Ở trên TikTok của mình cũng có đăng nhiều thứ lắm nên là các bạn có thể lên TikTok của mình coi này kia. Còn bây giờ thì bye bye.